Chào mọi người ha, mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu MacBook Pro 2014 nha mọi người. Và cái đây là cái dòng mà màn hình 15.6 inch và nó là chạy chip HQ nè, có card đồ họa RAID i7 RAM 16 SSD 512. Nghe cái cấu hình là thấy rất là ok. Và giá thì rẻ nữa mọi người. Ha. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình sẽ quay chi tiết cái ngoại hình xong vô trong đó là một lần cái cấu hình và mình báo giá chi tiết cho mọi người ha. Giá thì rẻ mọi người. Giá nó chưa được 10 triệu đâu, dưới 10 triệu thôi. Máy thì vỏ là tương đối đẹp. Nó trầy xíu chỗ này thôi mọi người nè. Tí thì ti đó. Đó chứ còn mà mình đi mình dùng cái tay này mình kẻ cái viền là không có bị cợm một xíu nào luôn, cợm tí chỗ đó đó. Còn là góc cạnh viền là đi cái tay như thế này nè mọi người nè. Đó, là rất là ok luôn. Giờ mình sẽ quay ra ở phía bên kia. Đây mọi người, màn hình 15.6 inch ha. Của MacBook thì cái màn hình nó đẹp mọi người, cái độ sáng nó cao. Rồi có LED phím là đầy đủ hết. Màn hình 15.6 inch à. Chip HQ. Cấu hình đồ họa trên MacBook. Giới thiệu về máy móc này. Đây là cái MacBook Pro 2014 nha mọi người, nó có cái series á, i7 nè, RAM 16, series đâu rồi ta, để mình bấm vô ra cái này mình xem cái đây. Đây, nó có cái số series này nè mọi người nè, cái số series này mình search ra nó sẽ ra cái chip, mọi khi thì thỉnh thoảng nó hiện lên đây nhưng mà mình cũng không rành nữa, lúc thì mình thấy có hiện lên, lúc thì không hiện lên, nhưng mà đây là MacBook Pro 2014 ha. Check cái số series này vô cái trang MacBook là mình sẽ ra được cái máy thôi. i7 RAM 16 GB và có card đồ họa RAID 2 GB ha. Từ từ mình xem từ từ nha mọi người. Màn hình này là màn hình 2K luôn ha, màn hình 15.6 inch 2K luôn này, hàng gì nó đẹp. Ổ lưu trữ là 512 nha mọi người. RAM thì 16 GB. Chung là cái cấu hình rất là ok. Bây giờ mình báo cáo cái hệ thống này, mình tìm cái card nè mọi người nè. Đây nó chạy hai cái card. Card này là card card RAID nè mọi người, GT750M là này là đâu rồi, 2 GB chỗ nào ta? Đây nè. 2048 này nè, 2 GB nè mọi người ha. Đó, chỗ đó đó. Card đồ họa RAID 2 GB để mà mình vẽ thiết kế đồ họa là cũng mượt mà mọi người. Mà màn hình thì 2K i7 RAM 16 SSD512. Mình nghĩ là cũng rất là ok luôn. Màn hình là đẹp, không có lỗi làm gì hết. Pin 4 5 giờ vô tư mọi người. Được cái MacBook, được cái pin nó trâu. Phím đẹp ha, phím như vậy là đẹp rồi mọi người. Có LED êm mềm xịn, góc cạnh thì cũng khá là đẹp. Và mình báo giá mọi người cái con máy này á, là giá của nó máy kèm sạc ha, giá của nó là 9 triệu 2. Ai chốt thì inbox mình ha. Bao zin nguyên bản 100%, không có sửa chữa gì hết mọi người. Bao cho mọi người tháo nắp máy ra để kiểm tra. Máy là về sau là mình bán vậy mọi người. Mua bên Nhật về thực sự ra chỉ cộng cái tiền lời vô rồi báo giá cho mọi người ha. Tùy theo xấu đẹp sẽ có cái mức giá khác nhau. Máy là zin đét luôn, có bao zin nên mọi người yên tâm, không có lo gì hết đó mọi người. Đây. Về là nguyên bản các ngõ kết nối nè. Ngõ cái này là cái tai nghe này, USB này, mấy cái ngõ này mình chịu rồi đó, ngõ này ngõ sạc. Bên này có HDMI để trình chiếu này cũng được mọi người ha, USB đó. Thì vậy thôi, nãy mình có nói là cấn một xíu chỗ đó đó, không đáng kể gì chứ còn lại là cũng ok. Nếu mà có thì cũng cái chỗ mà mình khó thấy hoặc không thấy mọi người. Giá 9 triệu 2, ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.